Tại sao netizen Trung Quốc hiện nguyên hình mỗi khi vlogger nói về Việt Nam những năm gần đây? Kính chào các bạn khán giả của kênh Netizen Đông Lào, mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Việt Nam trong 10 năm qua vượt 6%, tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 8%. Với lực lượng lao động trẻ, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu tiêu dùng ngày càng mở rộng, cùng với chính sách kinh tế cởi mở và vị thế quốc tế được khẳng định, Việt Nam có thể đang lặp lại quá trình tăng trưởng thần kỳ của Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bạn thân mến, Việt Nam là một thị trường mới nổi và các quỹ chứng khoán cũng có nhiều rủi ro, hãy đưa ra lựa chọn phù hợp với mình dựa trên sở thích đầu tư rủi ro của riêng bạn. Tôi có thể mua nhà ở đó được không? Không, bạn quên rằng giá nhà đất ở Việt Nam năm ngoái đã tăng vọt rồi lại lao dốc sao? Chỉ cần chờ đợi đến khi ổn định lại mọi thứ thôi. Tôi muốn đầu tư ở đây, nhưng có những kênh nào vậy? Thị trường nước ngoài vẫn tương đối lạc quan về Việt Nam, hãy chú ý điều này. Xe máy thực sự không nên tồn tại ở đây. Nó tồn tại cũng không có ý nghĩa đối với những người như bạn. Ở đây chúng tôi không cấm xe máy, nhưng bạn, một nơi nghèo như Quảng Tây, lại cấm xe máy sao? Nói thẳng ra, tôi nghĩ rất có thể một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành một hàn quốc khác. Với quy mô dân số, Việt Nam có cơ hội trở thành nước phát triển sớm hơn chúng ta. Chỉ cần anh ấy tạo ra bước đột phá trong một số ngành công nghiệp trọng điểm thì điều đó là có thể. Làm sao số ít đó có thể vượt qua được mới là vấn đề. Ví dụ, nếu Việt Nam thiếu năng lực sản xuất ô tô, điện, sản phẩm điện tử, nếu không có năng lực có thể hợp tác, liên doanh. Rất tuyệt vời, tại sao có quá nhiều nước không được hỗ trợ? Bạn nghĩ người khác không thể nghĩ tới điều đó sao? Chắc chắn họ sẽ làm được dần dần, không ai ngu cả đâu. Chiến tranh thế giới thứ hai khiến họ bị đình chỉ mấy chục năm, sẽ phải mất bao lâu, còn phải mất bao nhiêu thập kỷ nữa. Không thể nào, Hàn Quốc có công nghiệp nhưng Việt Nam thì không. Trong chiến tranh Trung Việt, chúng ta đã trực tiếp đưa họ về thời kỳ đồ đá. Bây giờ họ bắt trước cũng vô ích, bởi điều khủng khiếp của ngành công nghiệp là vô số rào cản về bằng sáng chế. Họ cho rằng nếu Việt Nam xây dựng được phốc con thì có thể vượt qua Trung Quốc. Bạn đang nói gì vậy? Chỉ lắp ráp các đồ họa ở Việt Nam không bằng phốc con của Trung Quốc được. Một phốc con cho phép Việt Nam vượt qua Hàn Quốc được sao? Họ sẽ là một Hàn Quốc khác hoặc thậm chí một Nhật Bản khác. Có phải Việt Nam sẽ làm được không? Trung Quốc có rất nhiều công ty thành công. Điều kiện các nước khác nhau, tuy rất giống nhau nhưng rủi ro rất cao. Đừng áp dụng những gì đã xảy ra ở Trung Quốc. Người bạn cùng lớp này đã đúng khi cho rằng, rủi ro ở thị trường mới nổi tương đối lớn. Các nhà đầu tư thông thường có thể phân bổ tài sản vốn cổ phần sang Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các thị trường mới nổi như Việt Nam, phù hợp với các nhà đầu tư có sở thích rủi ro cao hơn một chút và vị thế tham gia nhỏ. Vậy họ có rủi ro hơn Trung Quốc không? Nếu không có gì khác xảy ra, thì tiền lương của họ sẽ đuổi kịp chúng ta trong một vài năm nữa. Họ có ít người hơn và lợi ích đến nhanh hơn chúng ta. Rồi sao? nếu ngành không được nâng cấp dòng vốn sẽ chảy về nơi có lao động rẻ hơn khi tiền lương tăng lên đó là lúc họ phá sản và dòng vốn chảy vào những nơi rẻ hơn tôi nghĩ là họ có thể làm được cơ sở dân số nhỏ hơn chúng ta vậy sao bạn không đi sang đó nhanh đi lo cho người khác chi bằng lo cho mình trước bây giờ dòng vốn đang chảy từ trung quốc sang việt nam họ có mọi thứ đều rẻ hơn nguyên nhân chính là sự phân phối sẽ công bằng hơn vì người dân họ còn có công đoàn vì vậy, tất cả chúng ta hãy làm việc chăm chỉ hơn để yêu cầu tăng lương. Đầu cơ bất động sản đắt hơn ở Trung Quốc và không có lợi ích trước mắt. Làm sao người bình thường có thể có nhiều tiền như vậy? Đừng chạy theo xu hướng. Việt Nam ở ngay cạnh chúng ta. Đừng nghe các blogger. Lấy thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam làm ví dụ, giá nhà bình thường hiện nay chỉ hơn 2.000 đô la Mỹ, khoảng 15.000 nhân dân tệ, tương đương với giá trung bình ở Nam Thông, Ninh Đức, Thạch Gia Trang và các nơi khác ở Trung Quốc, chỉ có một vài nơi giống với Việt Nam. Giá trung bình một căn nhà là 100.000 nhân dân tệ. Vì vậy, có thể có sự hiểu lầm, rằng giá bất động sản ngang bằng với các đô thị loại một trong nước. Người dân bình thường, nên đợi cho đến khi nền kinh tế ổn định để có thêm dư địa đầu tư. Ở Việt Nam lương khoảng 1.500, giá nhà 15.000 trên mét vuông. Ở Trung Quốc lương khoảng 5.000, giá nhà 50.000 trên mét vuông. Các blogger ở đây là để bán hàng nên họ chỉ kể cho các bạn những cái tốt, Đẹp thôi. Giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây cũng được giới đầu tư vốn đồn đoán nhiều lắm. Có chút không chính xác, video chỉ được quay ở thành phố Hồ Chí Minh. Vị thế của thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam tương đương với Thượng Hải của chúng ta, các thành phố khác ở Việt Nam không có nhiều nhà cao tầng như vậy. Tôi cũng đã đến Hà Nội. Ngoài ra, điều chúng tôi mong muốn trình bày một cách khách quan là Việt Nam chưa phát triển, mà đang phát triển nhanh chóng. Chính vì một nơi chưa đủ tốt nên mới có chỗ để cải thiện chẳng phải ở Trung Quốc cuối thế kỷ trước cũng vậy sao? Mình chỉ bình luận ở video thôi, trong video bạn chỉ quay thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển rất nhanh ở Việt Nam, thậm chí là duy nhất. Sẽ không khách quan, nếu chỉ tóm tắt sự phát triển của Việt Nam bằng sự phát triển đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, hơn nữa, thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh hơn nhờ đầu tư của Lý Gia Thành. Ở Việt Nam, tôi dường như đã gặp lại chúng tôi cách đây hơn 10 năm, tràn đầy năng lượng và hàn gắn. Việt Nam có công đoàn thực sự đó. Công đoàn của chúng tôi sẽ chỉ tổ chức các cuộc gặp gỡ thể thao vui vẻ mà thôi. Công đoàn là con dao hai lưỡi. Nếu có tiền, tôi có thể mua đất ở đây không? Sau này tôi sẽ kiếm bộn tiền. Tôi sợ hiện tại phát triển thì sau này được phép mua nhưng sau này không được phép bán, hay tài sản tôi mua sẽ bị nuốt chửng trực tiếp. Việt Nam bây giờ có mạnh lắm không? Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam rất đáng chú ý trong số các nước Đông Nam Á và cũng rất tốt trên thế giới có phải vì Hoa Kỳ đã giúp đỡ họ không? Trong hai năm qua, một số lượng lớn các công ty đã đến Việt Nam. Vâng, trong khoảng thời gian ngắn không thể diễn tả được hết, rất nhiều khoản đầu tư nước ngoài đã rời nước ta mà đi, tất cả đều đổ về Đông Nam Á. Tôi muốn biết giá nhà ở Việt Nam thế nào và hạnh phúc thế nào. Không cần phải cảm thấy thấp kém vậy, vì giới trẻ trên toàn thế giới không đủ khả năng mua nhà. Việt Nam cuối cùng sẽ gia nhập chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, chia được bao nhiêu lợi nhuận là tùy vào nỗ lực của chính mình thực tế là chuỗi công nghiệp đang dịch chuyển sang Đông Nam Á. Đông Nam Á từng được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Tuy nhiên năm nay Việt Nam thực sự đang xa sút Ưu điểm của Việt Nam là châu Âu và Mỹ không cấm, tương lai lương cao, chi phí cao, làm ăn khó khăn. Chủ yếu như ưu đãi về đất đai, thuế, lực lượng lao động của Việt Nam hiện ngang bằng các tỉnh trong đại lục. Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam có 10 mặt hàng xuất khẩu ngày càng gia tăng. Chuỗi công nghiệp của Trung Quốc là sao? tôi có nghe nhầm không chuỗi công nghiệp đã trở thành của trung quốc từ khi nào bạn đã kiếm đủ tiền từ chúng tôi hãy dùng tiền để mua đồ và đánh chúng tôi sau có thể có một số cường quốc sản xuất không thể xây dựng được nếu không có dây chuyền công nghiệp hỗ trợ nhưng trên thế giới chỉ có một cường quốc sản xuất bạn muốn sao chép nó tôi e rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều toàn bộ dây chuyền công nghiệp của trung quốc đã kế thừa những hệ thống tốt nhất từ hoa kỳ và liên xô điều chưa từng có trước đây hơn nữa Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cũng đã bắt đầu tập trung vào sản xuất. Tôi e rằng Việt Nam sẽ khó có thể giống Trung Quốc. Bây giờ sân bay còn thu phí người Trung Quốc 10 tệ không? Đó không phải là điều mà người Trung Quốc đã quen làm sao? Họ đều cho rằng thà làm ít còn hơn làm nhiều, nó đã trở thành thông lệ nổi tiếng ở nước ngoài, xin tiền thì đưa, không cần biết hợp lý hay không. Họ sao chép rất nhiều mô hình phát triển của Trung Quốc, họ có gì khác biệt với Trung Quốc? Quy mô khác nhau, giới hạn trên thấp một khi ngành công nghệ cao xuất hiện họ có thể trở thành một nước phát triển mười năm sau trong rừng rậm quảng tây bạn có thể nhìn thấy ánh đèn neon ở phía đối diện vấn đề không lớn khó ổn định do vị trí địa lý các nước nhỏ không thể chống lại rủi ro còn singapore những quốc gia nhỏ bé ở châu âu thì sao với sự hỗ trợ của vốn quốc tế ai dám chạm vào việt nam sẽ không mất nhiều thời gian để nhân rộng việc xuất khẩu nhà máy điện và thiết bị điện đã bị cấm việt nam có quá nhiều hạn chế không có cơ hội bạn là người duy nhất có thiết bị phát điện sao cả thế giới đang thắp nến sao hả bạn điều kiện tiên quyết để nó trỗi dậy là điều kiện địa lý không có mỏ điện dầu khí đáng sợ nhất là không có chiều sâu chiến lược nếu béo lên sẽ trực tiếp bị tàn sát nếu họ có hướng đi đúng dù đường gập ghềnh quanh co cũng chỉ ảnh hưởng đến tốc độ chứ không thay đổi được đích đến hãy nhớ câu này không có sản xuất thì không có gdp tiền chỉ là một tờ giấy mà thôi. Ví dụ, giá cả ở Hồng Kông đã tăng vọt lên nên GDP rất quan trọng. Có sản xuất thì sẽ có việc làm. Bằng cách đó, tiền mới có giá trị. Thời kỳ tăng trưởng của Trung Quốc, mức tăng trưởng trung bình hàng năm là hai con số. Trong đó bao nhiêu là do cho vay mua nhà và xây dựng cơ sở hạ tầng. Ở Trung Quốc có nhiều ế vợ nhưng lại có ít phụ nữ. Nên có cơ quan hôn nhân Trung Việt. Nó có từ rất lâu rồi, tôi nhớ đã thấy nơi đó làng nào cũng toàn vợ Việt. Chợ vừa rồi giống như chợ dệt may ở Thượng Hải trước năm 2005, cũng là chợ mặc cả, quần áo giá 150 tệ về cơ bản là 100 tệ. Đáng để đầu cơ bất động sản như trong quá khứ. Vị thế của Việt Nam là vị thế mà Mỹ mong muốn Trung Quốc có được từ những ngày đầu, càng thịnh vượng càng tốt, là một quốc gia được nuôi dưỡng bởi chiến lược phi Trung Quốc của Hoa Kỳ, nước này chủ yếu dựa vào đầu tư nước ngoài chỉ cần có sự phát triển thì ai đầu tư không quan trọng trong giai đoạn đầu phát triển của đất nước tôi không dựa vào đầu tư nước ngoài điều quan trọng là nếu ngày hôm đó bạn không vui thì bạn nên ngừng tức giận lại đi nó phụ thuộc vào việc nhà đầu tư nước ngoài muốn trở thành anh trai bạn bè hay cha của bạn trung quốc mạnh vì có vô số doanh nhân của riêng mình và việt nam có khả năng trở thành một quốc gia phát triển trở nên giàu có nhờ đầu tư vào các công ty từ các quốc gia khác tất nhiên mỹ sẽ lo việc này còn người Trung Quốc chỉ có thể dựa vào chính mình để ra tay và trở thành ông chủ. Chỉ cần chúng ta còn có thể phát triển thì còn dựa vào nước khác để làm gì.